Nhà đất Ngọc Hoa xin kính chào quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube bán nhà góp bán nhà Tân Bình của nhà đất Ngọc Hoa. Hôm nay nhà đất Ngọc Hoa lại tiếp tục gửi đến quý hàng một căn nhà phố nằm ngay vị trí đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh quý hàng ơi. Và căn nhà phố này thì gia chủ thiết kế rất là mới và hiện đại của mẫu nhà phố của năm 2020. Và căn nhà này thì gia chủ thiết kế đó là một trệt một lửng 3 lầu. Và gia chủ thiết kế đó là hai phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ và có vực sân thượng trước sau cho quý hàng. Và một căn nhà này thì gia chủ đang chào bán với giá chỉ hơn 6 tỷ đồng một chút xíu thôi. Và đây là mặt tiền chính của nhà của chúng ta nha quý hàng. Mặt tiền thì gia chủ thiết kế rất là hiện đại này. Có hộp ban công đua ra này. Và mẫu nhà phố thì lấy mẫu thiết kế nhà phố Cityland nhà phố. Nhà của chúng ta thì nằm trong khu nhà phố đồng bộ có giá trị đến 20 căn nha quý hàng. Ở một khu nhà phố chỉ rất là an ninh và rất là sạch sẽ tại đường Quang Trung phường 8 như quý hàng. Tại đây thì chúng ta chỉ cắt mặt đường chính của đường Quang Trung thì tầm 50 mét thôi. Mặt tiền chính của chúng ta đó là mặt tiền 5 mét. Chúng ta có thể di chuyển xe tải, xe hơi vào đến nhà nha. Bây giờ em sẽ mời quý hàng cùng theo chân em cùng di chuyển bên trong, chúng ta cùng tham quan căn nhà này nha. Phía ngoài đây thì chúng ta có một lớp cửa, đó là lớp cửa cuốn. Và tiến vào bên trong thì chúng ta có một lớp cửa nữa là cửa sắt này và kính cường lực. Và phía trước mặt quý hàng đây thì chúng ta có một sân gara xe hơi. Gia chủ trường chúng ta rất là rộng rãi nha. Đó. Trường chúng ta đó tầm 7 mét này. Nhà của chúng ta thì có một diện tích đó là ngang 4 mét rưỡi. Độ dài đó là 13 mét nha quý hàng. Và căn nhà của chúng ta là có hướng đông nam, phù hợp cho quý hàng phong thủy đông tứ chặt. Mặt tiền thì gia chủ thiết kế rất là đẹp và khu vực bên trong thì thiết kế rất là lộng lẫy. Phía bên trên thì có hệ thống đèn chiếu sáng này. Và phía bên trên thì chúng ta có khu vực tầng lửng. Và đây là khu vực phòng khách này. Tại đây chúng ta có thể để gara xe hơi rất là rộng rãi. Và bây giờ chúng ta cùng tiến vào bên trong, chúng ta cùng tham quan nha. Khi bước đến giữa nhà thì chúng ta có một cầu thang. Cầu thang này thì gia chủ thiết kế đó là kính cường lực và gỗ căm xe. Bên tay trái khách hàng đây thì chúng ta có một tủ để đồ này, gia chủ thiết kế sẵn cho khách hàng. Tại đây chúng ta có những đồ trang trí đẹp thì chúng ta sẽ để ở đây nha. Và tiến vào bên trong này, khu bên trong đây thì chúng ta có cục nhà bếp. Nhà bếp này thì chúng ta có tủ bếp này, được gia chủ thiết kế rất là sáng. Đây thì tủ bếp thì được làm từ gỗ con ván ép này. Và mặt đá thì được là mặt đá hoa cương. Phía bên trên thì chúng ta có hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp nha. Tại tầng trệt này thì chúng ta có một nhà vệ sinh ở thiết kế ở đằng sau nhà. Và đây là khu vực nhà vệ sinh và nhà tắm. Có các thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là thương hiệu Toto. Đó, và đây là khu vực phía trước nhà của chúng ta, rất là hiện đại và rộng rãi. Nếu quý hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên hệ đến nhà đất Ngọc Hoa có số hiển thị ở trên màn hình nha. Và bây giờ em sẽ mời quý hàng cùng theo chân em cùng di chuyển lên khu vực tầng lửng, chúng ta cùng tham quan. Và đây là khu vực tầng lửng của chúng ta. Ngay khi bước lên tầng lửng thì quý hàng có thể thấy gia chủ thiết kế cho chúng ta đó là một tủ để đồ, để rượu này, hay đồ trang trí ở phía trước mặt quý hàng đây. Một không gian cây xanh gia chủ thiết kế rất là đẹp và hiện đại nha. Một căn nhà thì có một diện tích ngang 4,5 m, độ dài là 13. Nhà của chúng ta thì rất là thông thoáng nha quý hàng. Ở đây thì chúng ta có một khu sân gia chủ chừa rất là thông thoáng tại đây. Và đây là khu vực tầng lửng thứ hai. Tầng lửng này, tầng lửng này là một phòng khách thì gia chủ đã thiết kế chúng ta đó là một phòng khách thứ hai. Nếu quý hàng nào quan tâm đến căn nhà phố này thì hãy liên hệ đến nhà đất Ngọc Hoa nha. Một vị trí thì rất là gần với đường Quang Trung, chúng ta có thể di chuyển ra đường Tân Sơn này, đường Phan Huy Ích hay đường Phạm Văn Chiêu thì rất là gần nha quý hàng. Một vị trí thì chúng ta có thể di chuyển lên khu vực trung tâm quận 1, quận 2 thì trong bán kính thì tầm 30 cho đến 40 phút thôi. Một vị trí rất là gần nha. Đó, và đây là khu vực phòng tầng lửng của chúng ta thì rất là rộng rãi. Nếu quý hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên hệ đến nhà đất Ngọc Hoa nha. Và bây giờ em sẽ dẫn quý hàng cùng theo chân em cùng di chuyển lên khu vực tầng lửng. Ở lầu 1 chúng ta cùng tham quan căn nhà này nha.